Tuyun muốn thông báo cho các bạn fan ở trên kênh YouTube Tuyun này, hiện tại kênh này có hơn 1.000 cái video trong suốt 3 năm qua, từ năm 2018 đến 20 đến hiện tại bây giờ. Tuyun đã republish trên cái kênh này lại và Tuyun đã bán và kiếm được 500 triệu. Sắp tới là Tuyun sẽ không republish và có thời gian làm những việc này nữa. Tất cả những cái video của Tuyun đều có thể kiếm được rất là nhiều tiền nếu các bạn republish và Tuyun tặng kênh YouTube cho các bạn một số kênh Tuyun đang nuôi và Tuyun đã tặng cho một số bạn là fan cuồng của Tuyun, là khách hàng mua đồ bơi tiên cá của Tuyun. Bởi vì sắp tới cái kênh này Tuyun sẽ giao cho hãng truyền thông ở Canada, ở Nga, ở Mỹ quản lý và những anh chị người nước ngoài ấy sẽ làm clip lên kênh Tuyun và nói về các kỳ công của Tuyun khi đi hoạt động môi trường thế giới, giống như là hạt pin vậy. Tuyun giải cứu động vật, Tuyun nuôi cọp, Tuyun nuôi thú con này con kia, những video chăm sóc thú hoang dã cực khủng của Tuyun sẽ được đăng lên cái kênh này. Và một là làm nhạc không lời, hai là sẽ làm về tiếng Anh. Nên những đây là những cái video mà Tuyun tặng lại cho các bạn, nếu các bạn dùng được bây giờ thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều tiền nếu tải về ha. Tôi tải về và tôi đăng lên và tôi bán kênh lại cho những người khác và bây giờ họ cũng rất là thành công, trở thành những YouTuber nổi tiếng mà tôi sẽ giấu tên ha. Thì các bạn thấy những cái người khác chơi YouTube là họ để kiếm tiền, còn tôi là giải cứu động vật và từ rất là nhiều tiền của tôi. Một con thú hoang dã biết bao nhiêu tiền mà nói, như một con rái cá chẳng hạn, thì không có ai mà chơi YouTube mà tốn tiền như vậy. Và họ chơi YouTube là họ khoe của hay cái gì đó, cái khoe cái cuộc sống ăn chơi ăn xài hưởng thụ của họ. Thật ra họ cũng đang rất là nghèo khổ và họ chơi đó để họ kiếm tiền nhiều hơn. Và các bạn coi cái cuộc sống đó của họ thật sự rất là vô nghĩa, chỉ là ăn chơi và hưởng thụ. Còn đây là những cái hoạt động tôi làm trong nhiều năm qua. Bơi lặn biển đại dương, dạy bơi trẻ em, giúp mấy bạn thành tiên cá các kiểu ha, rất là nhiều video ý nghĩa. Thì các bạn muốn xin lại những cái kênh này thì tranh thủ và tải clip từ kênh Tuyun và nhớ chia sẻ ở chế độ Pretty Comment. Làm sao để cái kênh của mình làm được kiếm tiền thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Còn những video trên này nó chuẩn bị tẩy chay, không phải tẩy chay mà tôi sẽ xóa và tôi sẽ không để ngôn ngữ này kia tiếng Anh, tiếng Việt. Tôi sẽ đơn giản bỏ, có thể là tôi sẽ bỏ hết luôn tiếng Việt luôn á. Nên những kinh nghiệm dạy bơi tiên cá của tôi cũng sẽ tan biến luôn, bởi vì thời quỷ thần phán xét nhân loại không cho các bạn làm tiên dễ dàng nữa. Trái đất này sẽ có 20 năm để thay đổi. Nếu không có tiên cá thật sự xuất hiện thì các bạn sẽ đối mặt, thứ nhất là dịch bệnh, vẫn phát triển ra những loại dịch bệnh mới, rồi chiến tranh. Rồi chiến tranh là một trong những cái nguy cơ làm cho trái đất này mau bị lão hóa và chết sớm, là trái đất này á, năng lượng của nó không còn nữa, tài nguyên khoáng sản không còn, nguồn nước, nguồn đất ô nhiễm hết, là không ăn, không uống, không ở gì được. Sau đó là băng ở hai đầu cực tan đi hết, tan chảy trong vòng 20 năm, biển chỉ còn là rác thải nhựa, rồi đại hồng thủy sẽ cuốn đi trôi đi tất cả. Nên con người đang đối mặt với một thứ gọi là thảm họa môi trường, và những ai thành tiên cá thì có cơ hội sống sót trong ngày đó để mở ra một thế giới mới. Nên Tuyun bắt buộc phải làm theo đúng lời của quỷ thần căn dặn, đây là thời của họ sẽ phán xét tất cả từng chúng sanh. Nên mọi kiến thức của Tuyun đã chia sẻ nhiều năm qua cho các bạn, làm sao để một người có thể tiến hóa thành tiên, một người phàm mà có thể thành tiên được thì là như thế nào, thích nghi với môi trường nước ra sao. Tất cả những kinh nghiệm, những bí quyết Tuyun đã chia sẻ trong này. Con người á có thể thành tiên cá được, bởi vì con người chỉ từ một cái con động vật thân mềm mà sau bao nhiêu năm tiến hóa thành loài cá, sau bao nhiêu năm
lên bờ lết lết lên bờ tiến hóa thành loài lưỡng cư loài ếch, sau rồi tiến sâu vào vùng đất liền, từ lưỡng cư ếch mà tiến hóa thành thú đi bốn chân. Thú sẽ theo thời gian tiến hóa lên thành linh trưởng, thú leo được trên cây rồi lại tiến hóa, môi trường thuận lợi là con người sẽ tiến hóa thành loài vượn người dần dần tiến hóa thành con người. Một số thì không tiến hóa theo hướng con người mà tiến hóa thành tiên cá nhưng lại bị con người tiêu diệt nên tiên cá bị tuyệt chủng. Những cái video clip về rái cá này của Tiu nó thật sự là tôi đã xóa đi hết 2 tỷ lượt view rồi, do các tổ chức bảo vệ động vật họ nói Tiu xóa những clip đó đi để cho tránh người ta hiểu lầm. Nhưng khi Tiu xóa những cái video clip giải cứu động vật của Tiu thì họ lại tung tin đồn là Tiôn á là buôn lậu thú hoang dã cho Tiôn á bị nhiều tai tiếng xấu. Đó là những cái hiện thân của quỷ thần, họ không muốn giúp cho các bạn thành tiên cá, họ chia rẽ chúng ta. Nên con người có thể tiến hóa được nếu có sống trong môi trường thuận lợi, biển đại dương còn sạch thì con người có thể tiến hóa thành tiên cá khỏe mạnh như Tiôn ha. Còn không thì các bạn sẽ đối mặt với bệnh tật, khổ đau. Đây là video clip cuối cùng, nếu bạn không nhấn like và chia sẻ cũng chả sao, nếu bạn nhấn like chia sẻ thì nhiều người biết liên hệ liền lên Facebook của Tuyôn để nhận cái kênh này và tải về và có thể kiếm tiền. Giống như Tuyôn 3 năm mà tôi kiếm được 500 triệu từ việc bán kênh YouTube à. Thì đây là fanpage của Tuyôn. Đây, fanpage của Tion nhắn tin vô đây, em muốn xin kênh YouTube, em muốn lấy clip YouTube của anh Tion, em cứ lấy về thoải mái ha. Đây là cơ hội cuối cùng. Và sau đó các bạn sẽ không còn nghe những tiếng nói của Tion trong những cái video này nữa. Tất cả việc Tion làm sẽ tan biến giống như là bọt biển ở Việt Nam, bởi vì Tion không vượt qua được thử thách của quỷ thần. Tion không có được tình yêu chân thật là giúp cho nhiều bạn thành tiên cá nhưng không có được tình yêu chân thật của các bạn ấy, và các bạn ấy cũng đang bị quỷ thần hủy hoại đi năng lực của mình. Là tiên cá thì thành người cá, mà không bơi riết thì thành người thường, rồi bị quỷ thần cám dỗ hết để cho mất đi khả năng thành tiên cá. Thế đó, không ai cho các bạn làm tiên cá dễ dàng đâu. Còn thành được tiên cá thì các bạn khi bơi lặn dưới biển, cá thú vật họ sẽ vây quanh lấy các bạn, yêu thương các bạn, từng cành cây ngọn cỏ sẽ yêu mến các bạn, trời sẽ ủng hộ các bạn. Chỉ có ma quỷ là họ không muốn các bạn trở thành giống như được như Tiôn. Khi tôi nói ra những điều này là phạm vào tiên giới và phạm vào quy tắc của tam giới, nên các bạn nghe vào những người đang bị quỷ thần khống chế sẽ nói tôi nói chuyện là khùng điên ba trận này kia. Nhưng các bạn khùng điên ba trận mà có thể lặn sâu dưới đáy biển, có thể cắt những đạn san hô, mấy trăm ký san hô, lưới cá bị dính trong san hô, có thể bơi từ hòn đảo này qua hòn đảo kia, có thể giải cứu động vật, những con vật mà không ai có thể cứu được, có thể giúp em nhỏ trở thành tiên cá, có thể tạo được sức ảnh hưởng trên toàn thế giới về việc yêu thương bảo vệ rái cá, có thể giúp cho nhiều người thành tỷ phú như thiết kế website và phần mềm. Nhưng khi họ thành công, họ cũng bị quỷ thần mê hoặc. Họ không giúp lại Tion bất cứ điều gì mà dùng tiền để hủy hoại môi trường hơn nữa. Đó là những gì mà tôi đã làm và những gì mà tôi đã cố gắng. Và như đây các bạn coi đây, anh này anh Thái. Anh Thái là giám đốc của xe Việt Nam Wildlife, và năm nay anh ấy được người ta tuyên dương là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng nhất năm 2021. Đó, những người quen biết tôi họ đều thành công, nhưng tôi thì thành con số 0. Đấy, thì tôi muốn giúp cho các bạn thành công để cứu thiên nhiên và động vật. Tôi cho các bạn sự nổi tiếng được. Những ai xuất hiện lên tôi đều được nổi tiếng, và những khi có sự nổi tiếng, các bạn lại càng dễ bị quỷ thần mê hoặc. Không thể thành tiên cá được là do các bạn, không phải là do tôi. Ok, thôi nhé. Tôi tạm biệt đây, tranh thủ đi. Những điều này sẽ không còn nữa. Các bạn thấy không còn cái clip rái cá ti ti nào xuất hiện trong này đúng không? Toàn là những cái clip cũ. Cái clip cũ nhất là về rái cá.
Long Mượt mà được tôi giải cứu, còn tất cả 2 tỷ view clip của Rái Cá TT đều biến mất sạch sẽ. Bởi vì sao? Vì những tổ chức bảo vệ động vật hoang dã giả mạo cướp thú của Tyun, cướp công của Tyun, gieo tiếng ác cho Tyun, nói xấu Tyun. Cảm ơn quý vị để cho Tyun có được cuộc sống bình yên và trở thành chàng tiên cá độc nhất vô nhị, và Tyun sẽ là người sống sót cuối cùng sau năm 2044. Sẽ cảm giác rất là cô đơn, nhưng mà tôi sẽ có thể mở ra một thế giới mới cho tất cả muôn loài. Nếu không nghe Tuyun, không cho Tuyun tình yêu chân thật, những bạn được Tuyun giúp không giúp Tuyun có được tình yêu chân thật đó để Tuyun cứu thế giới ngay từ lúc này, thì quý vị sẽ thấy chứng kiến cái ngày tàn của trái đất này nó sẽ diễn ra như thế nào. Như Tuyun đã nói 7 năm trước là đại dịch Covid này sẽ diễn ra như sau, thì nó đã đến, như các em nhỏ có từng nhớ hay không? Đấy, tất cả những gì tôi đã nói trước hết rồi nha. Hay là mới đây diễn viên hài Thúy Nga tôi cũng đã nói chị ta, và đổi lại là chị ta banh luôn cái kênh YouTube. Mọi người đều được tôi cảnh báo, ngay cả bà tỷ phú Nguyễn Phương Hằng cũng đã, tôi đã nhắc trước mấy một tuần lễ rồi, nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng nhắc trước 3 tuần khi cô ấy phạm tội lỗi. Tôi đã nói trước với quý vị rồi, quý vị là Bồ Tát nhưng mà quý vị không đủ trí tuệ để thức tỉnh do quỷ thần chi phối. Chỉ cần một lời nói sai, phạm là mất tất cả. Chỉ có tôi nói gì cũng không bị gì cả, bởi vì Tiôn chính là gì thì sau năm 2044 các bạn sẽ biết. Và tranh thủ đi, ai còn cơ hội thì cứ tải clip và liên hệ Tuyun gấp, để những điều tốt đẹp còn sót lại, để những người may mắn còn biết được thế giới tiên cá thật sự và bí quyết trở thành tiên cá là như thế nào.